Thưa quý vị, vào những ngày đầu năm mới thì chúng ta đã có những trải nghiệm rất ý nghĩa như là đi lễ chùa ở Bái Đính hay là tham quan non nước Tràng An, cũng như là hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng của đồng bào dân tộc Mường ở Nho Quan. Ngày hôm nay thì Thu Thảo sẽ cùng đưa quý vị đến thăm một làng nghề truyền thống vào xuân nhé. Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư không chỉ được biết đến là nơi có nhiều danh thắng tuyệt đẹp như Tam Cốc Xuyên Thủy Động với cánh đồng lúa vàng uốn mình bên dòng sông Ngô Đồng, chùa Bích Động được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhị Động, mà còn nổi tiếng với nghề thêu ren truyền thống. Những sản phẩm này đã trở thành quà lưu niệm độc đáo cho khách du lịch gần xa. Nơi Thu Thảo đang đứng ở đây chính là đền thờ ông Tổ Nghề Thêu, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư. Chú ơi, chú có thể cho cháu biết là nghề thêu ở Văn Lâm có từ bao giờ không ạ? Các cụ truyền lại là nghề thêu của làng Văn Lâm có từ khi vua Trần về đây. Bà Trần Thị Dung dạy cho dân làng biết chăn tằm, dệt vải và thêu thùa. Trải qua cùng với thời gian thì nghề thêu của làng Văn Lâm vẫn được gìn giữ. Vâng ạ. Thưa chị, hôm nay có phải là ngày khai kim đầu xuân của làng nghề mình không ạ? Thường thường người là dân làng Văn Lâm ấy, cứ đầu năm thì mọi người hay đến đền thờ ông Tổ Nghề Thêu để thắp hương, mong các ngài phù hộ cho làng nghề một năm mới đầy khởi sắc, mà một năm mà cái nghề thêu ngày càng phát triển, và đây cũng là một cái nét văn hóa của làng nghề. Sản phẩm của làng nghề rất đa dạng, nhưng vào ngày khai kim, người thợ thường thêu những sản phẩm là những bông hoa xinh xắn để du khách du xuân ở Tam Cốc mua về làm quà, gửi gắm ước muốn về một năm mới an lành. Đây, giới thiệu với em, đây là những cái sản phẩm của làng nghề thêu ren Văn Lâm. Đây là những sản phẩm hoàn toàn bằng thêu tay mà do những người làng thêu Văn Lâm và một của Ninh Bình làm ra. Và khi khách đến đây thì họ hay thường mua những cái đồ nhỏ làm quà tặng lưu niệm, ví dụ như là túi ví đấy, thêu hình ảnh địa phương, ví dụ như là Tam Cốc Bích Động đấy, hoặc là những cái hình này là văn hóa của địa phương. Đấy, những cái họ rất thích những cái đồ nhỏ như này, ví dụ đây là cái đánh dấu sách đấy, tức là thể hiện cái người nông dân ngày xưa mà người ta làm nghề nông cày cấy, cứ sản xuất đâu là khách mua đến đấy. Đồ nhỏ thì nó cũng hợp với cái túi tiền và có thể người ta mua nhiều để làm quà tặng. Vâng, em thấy rằng là những cái sản phẩm thêu tay của làng nghề mình rất là đẹp, rất là tinh tế, và em cũng tò mò muốn thử xem là liệu rằng mình có thể học thêu những cái sản phẩm cơ bản một chút được không ạ? Được em ạ. Du khách đến thăm làng nghề có thể trực tiếp trải nghiệm theo với sự hướng dẫn tận tình của những người thợ nơi đây. Vâng, thưa quý vị, sau một thời gian rất là tập trung và thực sự cố gắng thì tôi cũng đã hoàn thành xong được sản phẩm thêu đầu tay của mình. Đó là chiếc khăn tay như thế này. Có thể là cũng chưa được đẹp lắm nhưng mà tôi cảm thấy rất là vui quý vị ạ. Và tôi tin rằng quý vị cũng sẽ có những trải nghiệm thú vị như tôi khi về với làng nghề thêu Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư vào những ngày đầu xuân mới này.